Hello, Hồng Anh chào cả nhà. Và hôm nay Hồng Anh lên sóng với anh em một con VinFast lốc mới đen 202. Một con xe siêu phẩm cho anh em mình trưng bày nha anh em. Nói chung giá cũng không phải là mắc lắm nha anh em ha. Và mua xe bên Hồng Anh được bảo hành 20 ngàn cây. Con xe này là một con xe chuẩn cho anh em mình chơi sưu tầm. Thứ nhất là chạy 30 mấy ngàn. Và chiếc xe là câm nùm đen. Ốc tán vẫn còn màu nha anh em ha. Áo thì áo zin theo xe hết. Đầu nồi chưa chạm, máy rất là chuẩn nha anh em ha, máy rất là chuẩn 202 đời này HVN nha anh em ha. Nói chung thì anh em mua bên xe Hồng An thì HVN nhiều khi nó còn ngon hơn ở đồng dòng ET nha. Chấm sơn vẫn còn nha anh em ha, phục zin sơn zin nha, đát phục còn nha anh em. Câm là trùng mã nha anh em ha, câm trước câm sau nền trùng mã luôn. Áo tem zin nha anh em, có chạy chạy chút xíu anh em ha, mỏ về zin nguyên bản nha anh em. Nói chung thuộc zin theo xe cũng có bị dơm dơm chút xíu, không vấn đề nha anh em ha. FB nói chung là chất câm vẫn còn khá nha anh em ha, vẫn còn ok lắm nha anh em. Nói chung xe lâu thì cũng có vài cây xét xét chút xíu, không đáng kể nha anh em. Mà chất xe đẹp nên nhìn kỹ nha, câm nó vẫn còn xanh xanh vàng vàng nha anh em. Rồi xe này rất là đẹp nha anh em ha. Cầm công tắc nè, bao tay gù vẫn còn, cũng chưa có đến nỗi bạc bay nha anh em ha, vẫn còn những cái công tắc. Dây ga, dây e, tay thắng vẫn còn nha anh em, kể cả gù luôn nha anh em ha. Chìa khóa zin vẫn còn một chìa, mất hết một chìa rồi nha anh em. Chìa zin, ổ zin, áo tem theo xe cũng có hơi chày chày để đây nè, họ dán keo anh em. Lốc rất là đẹp, lốc rất là mới nha anh em ha, sơn zin nha, không bắn không dặm nha anh em. Cần số nè, còn gai, chống ngang chống đứng vẫn còn nha anh em, chống đứng nè anh em, cốc zin nè, chưa đóng chưa mở nha anh em ha, sườn như mới nha anh em. Nhìn chất sườn chất cấp là hiểu rồi nha anh em ha, siêu phẩm nha anh em, xe chuẩn 30 mấy ngàn cây. Mạch máu trái tim nè anh em, quá dữ anh em ha. Cốc treo máy là 7 màu anh em, giòn như mới nè, giòn xanh nè, giòn lòng nè, giòn ghi lát nè, treo máy nè, rất là mới anh em ha. Anh em coi cái giòn anh em, hình như còn cờ luôn anh em, rất là mới. Tập sức bắp chưa chỉnh nha anh em ha. Ốc té còn trắng sáng nha anh em. Sức bắp chưa chỉnh còi nha anh em ha, 30 mấy ngàn cây. Cổ bô nè anh em, chưa có dấu mỡ nha anh em ha. Con xe là chuẩn cho anh em mình chơi đó nha anh em. Đèn theo xe nó vẫn có gân gân anh em ha, bây giờ nó lên gân rồi. Nó nhìn cái đèn anh em lên gân quá đẹp. Nói chung xe này không có dán keo nha, nói chung tem cũng có chạy chạy chút xíu, không đáng kể anh em ơi. Nhưng mà đặc biệt là không có bị gãy nha, gãy ngàm, không gãy ngàm nha anh em, bách còn nguyên hết, không gãy ngàm nha anh em ha. Cản zin theo xe, tem đẹp, cũng có bị xước thì chạy chút xíu anh em. Trong bộ tem VinFast cũng rẻ mà anh em, 300 mấy ngàn một bộ thôi anh em. Anh em muốn đẹp anh em xài thời gian anh em mua bộ tem về anh em dán lên lại ha, quan trọng là dàn áo của anh em, dàn áo không có gãy. Ti phục nè, theo xe nè, có bát nè, liền nữa nè,
đậm nề là như mới ha, không có dợp không bung nha anh em. Chấm đầm điền là như mới. B là trùng mã nha anh em ha, CB anh em. Rồi tới phần giá yên, giá yên theo xe nha anh em, 202 anh em ơi, tháng 5 202 nha, dây engine đế engine, thùng xăng là như mới nha anh em ha, cũng có bị chạy chỉ chốc sơn. Còn cho chấm sơn nha anh em, nhìn cái sườn hiểu liền anh em ơi, sườn rất là đẹp ha, không có bị sét, bị chốc sơn nhiều nha anh em. Ổ khóa theo xe vẫn còn nha anh em ha, xe này chìa khóa zin nè, ổ trước ổ sau theo xe hết nha anh em, cản quay yên theo xe, xe đẹp anh em ơi, rất là đẹp ha anh em ha. Chung dành ốc số 10 nè, còn nguyên hết anh em, dấu dấu zin nè, chưa có mở nè, cái bên đây nó hơi bị nứt anh em, siết quá hay sao nó đẹp bị nứt nè, mà đặc biệt là không có gãy ngàm nha anh em ha, gàm còn nguyên, kể cả phần dưới luôn nha anh em nè, hai bên anh em ha, áo zin theo xe ngàm còn nguyên zin nha, không có gãy đó anh em, xe khá là chuẩn nha anh em, xe đẹp biển số Sài Gòn 4 số, anh em được ủy quyền hoặc anh em mua bán đều được nha anh em, và anh em rút hồ sơ vẫn được nha anh em ha. Rồi mình sẽ bây giờ hướng bên đây cho nó sáng và nổ máy luôn nha anh em, xe rất là chuẩn nha anh em, này da yên theo xe nha, rất đẹp nè, yên theo xe nè, không có bị quằn, bị nhúng nha anh em ha. Da yên zin nè, xong xe này rất là chuẩn. Và anh em mua xe bên mình được bảo hành 20.000 cây nha anh em ha, 20.000 cây, yên tâm mà dùng. Da yên zin nha, không có rách nha anh em ha. Rồi không ăn nổ máy nha anh em, mình cảm nhận cục máy, vừa nghe tiếng máy và mình vừa nhìn cái chiếc xe. Đầy và lực cho anh em ha, hơi hám đầy lắm anh em ơi, má đùm nè, rất là đẹp. Cầm zin theo xe nha anh em ha, cũng có cây bị sét, có cây đẹp anh em ha, nói chung là những cây zin nó như vậy đó anh em, nó mới đúng nha anh em ha, lên màu hết cho anh em, mua thì khỏi nói rồi, mua quá đẹp anh em. Bộ theo xe nha, đúng đời 202 luôn nha anh em, gấp nè anh em, nằm có đá tới anh em, gấp bên trong nè anh em, dơ anh em ha, gấp là như mới luôn anh em, không có bị chấp sơn ha, không chấp sơn không xét nha anh em, cặp tay bên trong cũng vậy nha anh em ha, cặp tay đẹp nha anh em, không có bị mớp bị chày nha anh em ha, trời chỉ mưa nữa rồi anh em ơi, cao su zin vẫn còn nha anh em ha, xe zin, xe được cặp lốc đẹp lắm nha anh em. Đỡ đạp anh em, đấy nè, sườn như mới, ốc sơn vẫn còn hết nha anh em, đạp thắng anh em, còn gai ha, cao su zin còn nha anh em, chống đứng nè, xe đậu hơi lâu bị xét xíu nha anh em, trời chuyển mưa rồi anh em ơi, sườn như mới nha anh em ha, đủ thắng bắt thắng anh em, ok anh em ơi. Ha. Nói chung là xe rất là chuẩn. Và giá anh em chơi, nói chung là giá này chuẩn cho anh em mình chơi nha, chơi không lỗ đâu anh em.
anh em muốn chơi con xe này hãy nhắn tin hoặc bình luận ha, hoặc để lại số điện thoại nha, hoặc kết Zalo. Hồng Anh cho một cái giá chuẩn lắm nha anh em. Con tan gì nha anh em ha. Màu vàng hết trơn anh em. Rất là đẹp. Máy chuẩn như đầy chuẩn luôn nha anh em. Gần như mới anh em ha. Chưa chỉnh cò nha anh em. Chưa mở nắp sấm bắp nha anh em ha. Mở gần như mới luôn nha anh em. Ủ đề zin nè. Rồi. Trời mưa rồi anh em ơi, xe HVN nha anh em ha. Ổ vô chưa mở, chưa giấu nha anh em. Xe tới giờ xe chạy đúng 30 mấy ngàn cây, 33 ngàn cây nha anh em. Một con xe rất là chuẩn nha anh em ha. Và Hồng An, số điện thoại của xe Hồng An là 0368888383 và 0907957435 nha anh em. Hai số điện thoại nha. Mình vô cảm nhận nha anh em. Máy xe điện là có nha anh em ha. Rồi bye bye cả nhà nha. Trời đã đổ mưa rồi nha anh em. Bye bye.